Hello, xin chào tất anh nhé. Hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn các anh sử dụng cái lút bắn Z Spider mới nhất và hỗ trợ nhận diện AI trên game PUBG Mobile Vida Game mọi người nhé. Đầu tiên thì để sử dụng cái lút bắn này, mọi người sẽ truy cập cho em vào trình duyệt web nha và mọi người mở cho em cái trình duyệt web ft net lên nhé. Mở cho em trình duyệt và gõ cho em ft3.net nha. Ninh em sẽ để dưới phần mô tả, mọi người có thể kích vào đây và Uh, tải ứng dụng cho em nhé. Mọi người kích cho em vào cái phần tải xuống này. Đó. Điện thoại hay là máy tính bạc thì mọi người cũng làm tương tự thôi. Ở đây em hướng dẫn mọi người trên cái máy tính bạc nhé. Điện thoại thì mọi người kẹp vào thôi. Đó. Ok nhé. Mọi người sẽ kéo xuống này. Là có ứng dụng game game này. Đó. Ok nhé. Đây em hướng dẫn trên máy tính bạc. Nhìn cho to, cho dễ làm nhé. Và canh tích vào download này. Ok. Ở đây thì mọi người kích cho em vào cái này này. Đó. Rồi khi nó load được như này rồi, mọi người sẽ thấy phiên bản của nó là 3.8.13 build 40 mọi người nhé. Mọi người kích vào ô xanh xanh này cho em này để download như một cái uh, ứng dụng bình thường thôi và mọi người ấn tải xuống cho em nhé. Đó ở đây thì em đã tải xuống rồi, uh, thì mọi người cần uh, tải xuống và cài đặt như một cái ứng dụng bình thường thôi cho em nhé. Đó ok, rất là đơn giản thôi. Rồi ở đây thì nó yêu cầu quyền thì mọi người có thể cho phép hoặc uh, từ chối cũng được nha, cái quyền của Google Play thôi, cũng không có gì cả. Đó, mọi người đợi một chút cho cài đặt nhé thì trong quá trình cài đặt em sẽ bật cái nút uh, bắn này lên nhé mọi người đi làm nhớ là phải sạc đầy cái nút uh, bắn này nha, cái đèn bao giờ nó màu xanh ở cái chỗ này này thì là đó đầy pin nhé Ok nhớ phải sạc đầy để chúng ta update nha Nếu mà chúng ta mà không sạc đầy ấy, trong quá trình chúng ta update ấy, mà nó hết pin thì rất là dễ dẫn đến cái này thành cái cục gạch ấy. nên là các anh lưu ý giúp em nha thì muốn uh, dùng AI thì chúng ta cần phải update cái nút uh, bắn này nên cái phiên bản mới nhé rồi ok đã, đã cài xong này và bây giờ các anh mở cho em ứng dụng game game này nên cho em nhé đó ok chưa và chúng ta đồng ý quyền này ở đây thì em sẽ ăn vào đây để cho lần sau nó sẽ không hiển thị lại nữa nó sẽ yêu cầu chúng ta bật cái cấp quyền hiển thị cửa sổ này và luôn luôn cho phép cái ứng dụng này ấy ở cái tình trạng mà ăn nhiều pin nhất không được để cho cái tình trạng mà bật cái chỗ tiết kiệm pin hay là giới hạn cái tiết kiệm pin trên cái ứng dụng này nên là các anh lưu ý cho em nhé phải cấp đầy đủ quyền cho nó và nó, nó cho nó ăn mắc pin nữa thì chúng ta dùng nó mới không bị lỗi nhé còn nếu không chúng ta dùng nó sẽ bị lỗi nhé ở đây nó ăn nhắc nhở này các anh có thể dịch ra tiếng việt và đọc nhé đó nôm na nói như thế nhá. Và đây mình con phinh này rồi ok xong và bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth tút nhé Kết nối bờ thì các anh nhớ là phải bật Bluetooth lên cho em này Và bật luôn cho em cả vị trí nhé Đó bật cả vị trí cho em nha Để nó update ấy Tại vì lúc nó update nó sẽ cần vị trí nhá, Đó khi em bật Bluetooth này Và nó sẽ kết nối này với cả cái TH07 Pro này Mã của em là 21 này em sẽ kết nối này ok các anh đợi một chút để cho kết nối bờ tút nhé đó đã kết nối Bluetooth tút nhá đó ok đã kết nối như này xong này và các anh ấn cho em vào cái dấu ở đây nó hiện lên này như này là đã kết nối nhé và các anh ấn cho em vào ba gạch này và đi ăn uh, ấn cho em vào cái ô đầu tiên này đó ok rồi ở đây phiên bản của em hiện tại đang là ba nghìn này và em sẽ kích vào đây và nó yêu cầu vị trí này các anh cho phép cho em nhé ok thì cái phiên bản này là nó ghi lưu này phiên bản hiện tại của em là đang là ba nghìn nhé nếu mà của các anh mà nó không chưa hiện lên cái 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 chữ lưu là cái phiên bản của anh thấp hơn cái phiên bản này thì các anh có thể bục dừng ứng dụng nha đó, bục dừng ứng dụng và chúng ta vào lại thì là nó sẽ hiện cái này nó sẽ nót lại nhé đó các anh nhấn bục dừng ứng dụng thôi khi các anh nhấn vào cái dấu ba gạch ấy mà vào trong đấy nó kiểu không có check được cái update ấy, thì các anh cứ bục dừng ứng dụng cái game game này vài lần thì là chúng ta vào như này thì nó sẽ hiện thị lên cái phần update này này nhé các anh có thể ấn cancel này và ấn vào cái dấu ba gạch cho em này và ấn vào cái ô đầu tiên cho em này đó ở đây thì nó hiện lên cái chữ new này các anh kích vào đây cho em nhé các anh cứ làm đi làm lại khoảng vài lần thì là nó sẽ được nhá tại vì mạng đợt này đang bị đứt nên là Uh, nó kết nối cái server bọn Trung Quốc nó hơi chậm nên là các anh làm lại và là được nhất phiên bản của nó hiện tại đang là 3400 nhé còn phiên bản hiện tại em đang ở là 30000 nhá đó ok và các anh vào cái view hit uh lịch sử vay dựng này và các anh ấn vào đây cho em này để update nhé lưu ý là nhớ phải sạc đầy con này nhé và nhớ là phải để cho máy tính bạc của chúng ta cũng phải đầy pin nhé ở đây của em phải đến là 80 90 phần trăm nha nó đang chạy update này và trong quá trình update chúng ta không được để tắt màn hình mà cũng không để được cái nút này bị hỏng hay là bị sập nguồn hay là bị hết pin đấy trong quá trình update các anh lưu ý nha nếu mà chúng ta trong quá trình update mà nó bị nỗi bất cứ một cái gì thì rất, rất, dễ dẫn đến cái này bị hỏng nhé nên lưu ý giúp em nha ok các anh đợi một chút cho update nhé mà hỏng thì đa phần là không sửa được đâu chỉ có mua cái mới thôi nhé đó đã update này nói chung là update cũng khá là nhanh thôi ok nhé cái nút này muốn để đây nha à màn hình lúc nào phải luôn sáng nhé không được để cho ao không được để cho ơ phải không bị gì nha để nguyên nhà cho em nhé không muốn làm thành cục gạch đã chết đấy để mua cái mới tốn tiền lắm cả nhà <laughs> có cái thì uh, gửi về thì bên em muốn update lại được còn có cái thì uh, nó bị hỏng cái bios bên trong ấy thì gần như là chỉ có vứt bỏ thôi ok này rồi xong ở đây hiện lên như này là chúng ta đã update xong nhé rất là nhanh đúng không mất khoảng vài giây thôi ok xong ok này à, khi chúng ta update xong ấy thì chúng ta sẽ tốt nhất là nên bục dừng ứng dụng game game lại nhé đó ok chưa bục dừng lên này và tắt cái con này đi mở lại nhé gì cái nút này này ok này và mở lại nhé để cho nó ok nhất nhé rồi mở lại đèn xanh nhanh này này và chúng ta lại vào tiếp ứng dụng game game này đó ok nhé và bây giờ các anh đợi một chút để cho nó connect nhá. Đó, ok, nó đã connect này và chúng ta sẽ vào đây để kiểm tra cái phiên bản của nó. Đã lên uh, 3400 rồi nhá. Ok chưa? Rồi, và tiếp theo là bây giờ chúng ta chỉ cần quay lại và ADD game chúng ta cần chơi. Ví dụ ở đây em chơi PUBG Mobile ở uh, Vina game đi. Đây, PUBG và Vina game nhé đó em ADD bao nhiêu via game này rồi ok tiếp theo em sẽ enter vào game này và nó sẽ yêu cầu chúng ta active này nó sẽ yêu cầu chúng ta active nhé active thì canh anh lấy cái cục này ở trong cái hộp của cái con nút bấm này này các anh cảm ơn đây cho em này đó ok chưa và tiếp theo là canh anh vào cho em phần uh, cài đặt của máy này và canh tìm đến cho em cái phần mà tùy chọn để phát triển ấy thì mỗi máy nó sẽ có một cái cách bật tùy chọn để phát triển khác nhau đấy thì các anh có thể đến google search xem hướng dẫn cách bật trên cái máy của các anh nhé ở đây em hướng dẫn trên máy samsung nhá ờ, thì máy samsung thì các anh vào cho em phần thông tin máy tính bảng này thông tin phần mềm này đó và vào cái số hiệu bản tạo này kích cho em 10 lần thì là nó sẽ bật chế độ tùy chọn để phát triển nhé ok đã bật chế độ tùy chọn để phát triển và chế độ dvnober ấy đó cài đặt trong cái phát triển này cái anh kích vào cho em này rồi ok các anh kéo xuống này nó sẽ có gỡ lỗi USB này Ok các anh bật lên cho em nhé Và gỡ lỗi USB bảo mật ý, thì các anh cũng bật lên cho em nhé Gỡ lỗi USB và gỡ lỗi USB bảo mật thì các anh bật lên cho em nhé Nùi giúp em nhé Và anh kéo xuống này nó sẽ có một cái phần mà cấu hình USB mặc định này thì tùy um, máy, có máy thì để truyền file thì vẫn được, có máy thì phải để về chế độ mới -E đi. Thì các anh uh, thử cho em một trong hai cái chế độ này nhé. Đó thì thường uh, thường như máy của em thì phải để về m -E thì chúng ta mới có thể truyền được nhá. Đấy thì các anh có thể thử một trong hai cái này. Còn uh, một số mà các anh để chỉ sạc thì chắc chắn không bao giờ được thế này các anh nên là nhớ là phải để cho em một là đi -E đây hay là truyền file các anh test một trong hai cái này cái nào được thì là ok nhá ok ví dụ máy của em là để mới đi mới được nhé thì em sẽ để về mới đi nhá và em sẽ cắm như này cho các anh xem này đó cắm như này một đầu usb a em sẽ cắm vào đây và đầu c thì em sẽ cắm vào đây các anh lưu ý là phải dùng cái cáp nó xịn xịn nó đi theo máy thì là sẽ tốt nhất nhá đó cáp càng xịn càng tốt nhất cáp này là đi chính hãng theo máy của samsung nên là nó rất là tốt nhá và em sẽ cắm vào đây này đó ok chưa một đầu chúng ta cắm vào đây một đầu còn lại chúng ta cắm vào đây nó sẽ hiện lên này gỡ usb này và luôn luôn cho phép máy tính này các anh ấn luôn luôn cho phép và ok này đó một số những cái dòng máy Xiaomi thì cần phải bật cả gỡ lỗi USB bảo mật nữa nên là các anh cần phải bật cả gỡ lỗi USB bảo mật nha có cái gì liên quan đến gỡ lỗi USB các anh bật lên cho em nhé đó ok đó, hiện nay như này không biết là đã được chưa các anh em sẽ quay lại ứng dụng game game này đó nó ờ, đó hiện lên chữ active này mà chúng ta kích vào là không kích được nó không hiện gì cái gì cái gì cả thì là ok nhé là máy của chúng ta đã active rồi và đã ok rồi nhé em sẽ để cái cáp sang một bên đó khi chúng ta exit xong và các anh có thể rút cái này ra để sang một bên nha đó còn lại nút như này nhai. và bây giờ chúng ta vào game thôi đó rất là đơn giản thôi và các anh lưu ý nhé là các anh nhớ là phải tắt bỏ cái chế độ uh, Tích kiệm pin nhé chế độ pin này phải tắt bỏ chế độ tiết kiệm pin nha đó khi kết nối xong thì các anh có thể tắt vị trí nhé còn chỉ để bơ tút để cho kết nối thôi tắt bỏ chế độ tiết kiệm pin nhé ok cả nhà ở đây em đã hoa vào game rồi nhé và em sẽ di chuyển này các anh có nhìn thấy nhá ok ở đây thì uh, chúng ta vẫn chưa có kìm tâm và em chưa có mắc phím gì cả đầu tiên để sử dụng con này các anh vào cho em phần cài đặt này và phần uh, tùy chỉnh nút này đó các anh có thể chọn bộ cục 1 hoặc bộ cục ba tùy nhá ở đây em uh, dùng bộ cục chẳng hạn đúng không các anh là tùy chỉnh và các anh uh, lên reset lại cái này bộ cục này để chúng ta nhận rằng AI trước rồi chúng ta bắt đầu mới tuần này cái bố cục của mình sao cho phù hợp với tay nhé đó ví dụ ở đây các anh có tổng cộng ba cái bố cục cơ đấy ví dụ ở đây mà dùng bố cục hai bố cục một thì các anh cứ để bình thường thôi còn các anh có thể chọn bố cục hai và các anh reset cái bố cục này nhé đó các anh reset lại hết mới hết mới về cho đó trước đã rồi thì chúng ta sẽ cúp từng lại cái bộ cục đấy sau nhé hoặc là em dùng bộ cục 3 đi bộ cục hai này thì cái nút nó cái này nó nên tít tận đây cơ em dùng bộ cục phóng to icon đi ok hiện làm mới này ok chưa lưu lại này đó ok thì như lại nó sẽ di xét hết về kiểu một trăm phần trăm như này chúng ta cài ai nó sẽ dễ như là nó nhận hơn rồi khi chúng ta nhận xong thì chúng ta mới di chuyển cái vị trí này thì nó sẽ hợp lý hơn nhé rồi tiếp theo các anh sẽ kích vào cho em cái logo này đó các anh có thể lấy một cái logo game game này kích vào này cho em nhé và các anh kích vào cho em cái ô răng cưa này cho em này đó và bây giờ các anh ấn một cái nút nhé ở trên đây này nó sẽ có một cái gạt này đó các anh ấn một cái nút này à, dí vào màn hình trước cho em nhé ra một cái họ chấm này các anh ấn cho nút này đó nút b này đó gạt lên trên này đúng nút b nhé các anh dí vào màn hình này đó, gạt xuống dưới này là nút a đó thì các anh có thể tùy chỉnh nhá à, dùng nút a thì gạt xuống dưới dùng nút b thì gạt lên trên nhé ok ví dụ ở đây em dùng một nút b thôi chúng ta cũng không cần dùng nút a thì em sẽ xóa vào cái nút này nhé xóa nút này các anh kích vào đây và kỳ này là sẽ ok nhé rồi tiếp theo là cái nút b này các anh kéo vào cho em cái ô bắn nhé đó cái ô bắn cho em này ok chưa và các anh ấn vào cái edit key này rồi các anh chọn cho em cái bread căn mốt này rồi các anh chọn cho em cái free key này và thông số đã các anh kéo về không cái này cũng kéo về không cho em nhé kéo hết về không cho em nhé rồi ok các anh ấn còn phim cho em này và bây giờ các anh ấn xếp lại cho em này và đặt tên nhé ở đây em để tên mặc định nhé. còn phoenix nha rồi ok tiếp theo bây giờ canh thể bắn thử này đó ok chưa nó đã bắn được rồi nhé và bây giờ em sẽ bắt đầu bật ai nhé. bật ai canh kết vào cho em logo này. và kích vào chữ ai gan này đó ok ở đây thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái bảng để chúng ta có thể là hiệu chỉnh được cái ai đó thì ở đây mà con can sổ nhé và em sẽ chạy vào nhặt súng nhá đó canh sẽ chạy vào đây nhặt súng cho em thì súng thì canh có thể nhặt khẩu m 4 thì nó sẽ dễ dàng nhận dạng nhất và một khẩu như kiểu ak đấy ok ví dụ em ở đây em nhặt hai khẩu súng này đúng không đó em sẽ chạy ra đây và bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây và lại uh, kích à, các anh kích vào cho em cái hình mũi tên đây này đó nó có một cái hình mũi tên xuống dưới này đó kích vào đây đó ok chưa và bây giờ các anh ấn vào cái adz này đó ok đó, hiện ra cái như này và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh được to nhỏ cái này này đó chỉnh to nhỏ và chúng ta chỉnh làm sao cho nó vừa với cả cái súng số, số 1 với cả cái súng số, số 2 của chúng ta nhé đó Ok, ở đây thì em thấy hơi nhỏ đó em sẽ to ra một chút nhá. Các anh đừng có chỉnh to quá mà cũng đừng có chỉnh nhỏ quá nhé Chỉnh ở một cái mức nó phù hợp thì nó mới nhận được nhá. Đó, ví dụ em đây. Mức như này đúng không? Đó, gan một này và gắn hai nhé các anh lưu ý nhá. Nhớ đó, là phải đúng cái vị trí gan một và gắn hai nhá. Nếu mà sai thì là nó sẽ nhận sai và chúng ta bản nó sẽ lỗi ấy. Đó, em sẽ cho to lên một chút nhá. Đó, ok chưa? Rồi gắn một này. Gắn hai này. Đó, ok. Và tiếp theo là squat này, squat là ngồi nhá. Em sẽ kéo vào cái ô ngồi này và bao là nam em sẽ kéo ô nằm nhé và squid này là bắn ao ngắm này thì em sẽ kéo ô ngắm này đó các anh nhớ kiểu chuẩn cho em nhé kiểu chuẩn như này nhé rồi xong thì các anh ấn xếp em cho em này đó ở đây nó đã nhận m 4 này và bên này đã nhận ak này rất là đơn giản đúng không ngồi này đó, ok chưa? Squat đã nhận ngồi này, nằm này, đau nhận nằm này, đứng dậy này, nhận này. Ờ, thông số của nó là 12 này, chưa mở scope này, mở scope lên là 27 này, đóng scope này. Ok chưa? Nó nhận dạng được AI rồi nhé. M4 nhé, ok. Ở đây em sẽ kích vào hình mũi tên này, và ADZ này, đó ok. Nếu mà của anh nào ấy mà không có nhận dạng được ấy, mà chúng ta chỉnh như em Hoàng hướng dẫn ấy, mà không có nhận dạng được, thì anh nhấn vào cái phần mà... ZKD này đó ZKD là cái này là nhận dạng scope và nhận dạng phụ kiện thì hiện tại là nó chưa hỗ trợ tốt lắm và dùng nó sẽ rất là nỗi nên là các anh đừng có vào bật cái này nhé bật cái này nó nỗi dùng nó rất là chán nên là tốt nhất không được không không sử dụng cái này cho em nhé tốt nhất là nên cancel nó đi nhá đừng có dùng cái cái nhận dạng ấy nhé và các anh ấn vào ADZ này nó có cái sai AD này sai AD thì các anh, ở đây mà cài nó chưa nhận được AI đúng không thì các anh ấn que zone AD này, đừng có ấn ô dưới nhá que zone AD nhé đó ok xong nó hiện lên chữ M4 này thì là ok nhé và bây giờ các anh ấn exit này thế là rồi, thế thôi là ok nhé ok tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh cái mức độ ghim tâm và mức độ auto tap trên cái con này nhé đó thì ở đây các anh có thể thấy em đang cầm m 4 này và ak thì nó đã nhận diện ok rồi đúng không đó thì ở đây bắn không tâm này các anh có thể nhìn thấy nhé đó em bắn không tâm này thì là nó sẽ vẫn kéo ra đó ok nhé và khi bật tâm lên này đó thì tâm nó sẽ bị đi lên một chút nhé và các anh lưu ý là để ý trong cái phần mà độ nhạy cho em này độ nhạy nha đó các anh điều chỉnh ở đây cho em nhé và các anh kéo xuống này cái phần mà cài đặt riêng tư là các anh mở lên cho em nhé nó sẽ hiện ra cái độ nhạy ngắm bắn này và các anh người điều chỉnh cái độ nhạy ở đây của em nhé đó điều chỉnh cái độ nhạy ở đây sao cho nó hợp lý nhá ví dụ nhé ví dụ các anh có nhìn thấy đúng không đó các anh bắn ở đây này đó bật lên bắn này đó tâm nó hơi bị đi lên một chút đúng không thì các anh lưu ý là nên nhặt đầy đủ phụ kiện thì chúng ta test nó sẽ ok nhất nhá ở đây thì uh, mọi người nên sử dụng cho em bộ combo ví dụ trên m4 đúng không thì là bộ combo này đó combo là tay cầm tam giác và giảm giật như này thì sử dụng nó sẽ ok con dê nhất nhá rồi đây em sẽ nhặt uh, một cái scope để em test cho nó dễ hình dung nhất nhá rồi ok này ví dụ ở đây bắn m4 đúng không và em sẽ thải nào. đó thì các anh nhìn thấy nó hơi bị đi lên đúng không hơi bị đi lên thì các anh vào cho em phần cài đặt này độ nhạy này các anh để cho em phần độ nhạy này, nếu mà nó đi đi lên ấy thì các anh sẽ cần phải tăng cái thông số ở trong cái phần độ nhạy ngắm bắn này lên cho em nhé Ví dụ là em sẽ tăng lên khoảng à 30 40 đi. Đó, ok chưa? Tăng lên này. Đó, xong nó rất là đứng rồi đúng không? Còn nếu mà canh bị đi xuống ấy các anh bị lên thì tăng lên còn các anh bị xuống thì nhớ là giảm xuống ở trong cái phần độ nhạy nhé để sao cho nó hợp mình nhá ok ví dụ ở đây em để 40 thì là nó được im được không thì em sẽ tăng tất cả các thông số này của em lên 40 nhé và các anh lưu ý là có thể kết hợp với ghi chơi thoải mái luôn nhá đó các anh kết hợp với ghi để di trái di phải hoặc là có thể di bằng tay cũng được nha. cái này tùy thôi đó ok ví dụ các anh chơi cái này thì các anh nên bật cả cái phần mà điều khiển này cảm tùy chỉnh nâng cao và bật cho em cái video lên cho em nhé cảm biến con ra quay này luôn bật hoặc là khi mở ống ngắm thì cái tùy nha ok xong ờ, có thể dùng video thoải mái nhé vào đây em ghi này. ok chưa đó các anh nhìn thấy em không có kéo tay bất cứ một cái gì nhé ok cốp 6 này và xoáy này ok chưa tầm rất là được đúng không đây em uh, cầm nút bắn em bắn cho canh xem này ok chưa đó cốp nhỏ cũng ghi nhá ok nhá đây ngắm này AK này, đủ sang AK tự ghim này Ok chưa, đổi Z-Doc nhỏ này đó Ok luôn nhé Và các anh có thể điều chỉnh thêm thông số kim tâm của nó đây ờ, Để các anh, các anh có thể điều chỉnh thông số kim tâm đây này Đó ví dụ là ở đây là Không bật scope này thì là 12 này Thì thông số ở đây 12 này Và khi em bật scope này thông số của nó là 27 này Đó các anh có thể điều chỉnh thêm ở đây đó điều chỉnh thêm một đây cái này tùy Chị điều chỉnh xong các áp theo từng súng nhé đó cái này điều chỉnh theo từng súng nhé. khi chúng ta bật lên thì nó sẽ hiện cái súng này ví dụ akm này đó đổi xong m bốn m bốn thì của em hết đạn nên là nó sẽ chưa nhận dạng ra đó khi chúng ta thay đạn xong nó sẽ nhận ra m bốn này không bật scope thì là 10 này đó không bật scope thì là mười này bật scope lên thì là 20 này đó ví dụ mười thì ở đây nó vẫn hỗ trợ cho ta ghim cả tâm trạng đấy đó ok chưa đó bật lên thì là 20 này đó, ok chưa? Rất là đơn giản thôi đúng không? Đó, ok nhé Đây là cái phần hỗ trợ kim tâm nhé Tiếp theo là auto tap này ở tâm thì các anh có thể điều chỉnh để tùy từng súng Đấy, thì ở đây thì em để mặc định của nó chơi nó cũng khá là ok Và cũng khá là dễ sử dụng Ok, ở ví dụ ở đây mà dùng auto tap mini này Đấy, thì khi em cầm mini là sẽ tự động nó nhận dạng súng và sẽ tự động bật auto tap nhé ở đây thì các anh nhìn thấy là tab nó chưa có đúng không? Đó, tab nó chưa có này. Đấy, ok chưa? Và bây giờ để bật tab các anh vào cho em phần logo no này, cài đặt này và cái anh kích vào ob này, ô bản này cho em này và edit key này, thì các anh để cái phần free key này nó sẽ có cái Uh, click uh, best click này đó thì ở đây là cái phần mà thông số auto tap thì các anh muốn tap nhanh thì các anh có đẩy mắc của nó là 33 còn uh, muốn thấp hơn thì đẩy có thể là 5, 10, 15, 20 gì đấy tùy cái này tùy vào cái máy ấy, và cái độ mượt của các anh thì bình thường em để nó sẽ rơi khoảng 28 thì các anh có thể tăng giảm cái thông số này lên sao do phù hợp với máy và sao do phù hợp với cái mức độ auto tap của anh các anh muốn nhanh thì tăng nhanh muốn chậm thì uh, tăng giảm ở đây nhé và cái, ở đây em để 28 nó sẽ hợp lý nhất nhé em sẽ ăn con phinh này và xếp lại này Ok xong và bây giờ em sẽ bật auto tap này, bắn này. Đó, nó tắt các anh thấy chưa? Ví dụ M4 thì nó sẽ tự động tắt tap nhé Đó canh anh nhìn thấy nút này nha. Đó, ok chưa? À đây nó vẫn có bị tap này. Đó, canh đợi một chút nha. Tap thì em sẽ ấn nút này nhé Đó, ấn nút này này. Ok chưa? Nó sẽ tắt tap này và đổi sang xuống này. Vẫn bật tap nhá. Đó, ok chưa? Đổi sang xuống này này. Tắt tap này. Đó, ok chưa? Canh lưu ý nhá. Nếu mà của anh bị thì canh ấn cái nút này để để nó hiện lên màu xanh như này thì là nó sẽ không bị tab nhé Đó, ok nhá. Cái rất đơn giản thôi bật táp này, tắt táp này, bật táp này, đổi súng tự động bật táp và đổi súng tự động tắt táp nhé, rất là ok luôn mọi người nhé, rất là ngon luôn trên cái nút bắn này nhá và các anh chỉ cần ấn nút này nhé, nếu các phải để đèn màu xanh nhá thì nó mới ok nhé, còn các anh tắt đèn màu xanh thì nó sẽ tượng động nó tắt nhé, đó, nếu mà tắt đèn màu xanh thì là nó, nó sẽ tự động nó tắt, tắt hết súng nào cũng tắt, còn đâu khi các anh bật lên thì là nó sẽ nhận rằng ai súng nào tắt thì nó sẽ bật tắt và súng nào tắt, tắt tắt thì nó sẽ tắt tắt nhé, đó, tắt này, bật tắt này đó ok chưa hết đạn này hết đạn tự tát tát luôn đúng không đó ok và bật lên này đó có đạn thì cũng tự bật tát rất ok luôn ngon luôn nhá đây là về cái hướng dẫn của em nhá và các anh có thể thấy thì ở đây cái súng này của em tát là đang bị đi xuống đúng không đó đang bị đi xuống đúng không thì các anh có thể giảm cái thông số của nó ở đây nhé, đó ở đây là 21 mốt bị đi xuống này thì các anh có thể giảm cái thông số của nó xuống nhá để sao cho nó không bị kêu xuống nữa nhé ví dụ ở đây em để em 10 đúng không up này này rồi ok và tát thử xem này đó, ok chưa? Đấy, bị đi lên đúng không? Thì chúng ta lại tăng cái thông số lên để sao cho chúng ta bắn nó cảm giác nó ok nhất nhé. Đó, ví dụ là 13 này, ok, 8 này. Đó, ngon luôn đúng không? Úi sổi rồi, được im luôn ạ. À. Đây, ok chưa? Đó, canh như ý nhà nhớ và phải chạm một cái ngón tay vào cái bên tay phải này thì nó mới ghim ra Đó, và canh có thể giới hạn được cái vị trí này, chúng ta chạm vào cái ngón tay bên tay phải này chúng ta cần chạm thôi chạm chúng ta có thể di trái di phải được thoải mái nha đó di trái di phải được như thế này thoải mái thôi hoặc là kết hợp với cả ghi rồ cũng được nhé cái tùy các anh thôi đấy các anh thích kết hợp với ghi rồ ghi rồ chứ còn không thì có thể di trái di phải hoặc là vừa kết hợp ghi rồ về di trái di phải thì em vào này cũng được nha đây ví dụ em bắn cho các anh cùng xem này và kết hợp đi đồ ở dưới trái đi phải nó cũng thoải mái này. Đó, thoải mái chứ như chúng ta chơi uh, game tay bình thường thôi không có chút vấn đề gì đâu các anh nhé và tiếp theo là em hoặc sẽ giới hạn cái vị trí để chạm cái ngón tay này khi chúng ta chạm vào màn hình ấy thì nó sẽ ghim tâm mà khi chúng ta bỏ ra ngoài cái vị trí thì nó sẽ không có ghim tâm nhé ví dụ em để sang bên này quá không, đó, sẽ không có ghim tâm này. nhưng mà em để vào bên này này đó, sẽ ghim tâm mà không ghim tâm này ghim tâm này không ghim tâm, tâm này đó em sẽ đánh lại cho các anh cùng xem nhé ví dụ nhé để vào đây đúng không bắn này ghim tâm này nhả ra này không ghim tâm này để vào đây ghim tâm này nhả ra này, không ghim tâm này đó thì chúng ta thể tùy chỉnh được cái giới hạn của nó nha các anh ấn vào cho em cái này này ấn vào adz cho em này và ấn vào cái ai tour Cục từng arena này đó nó sẽ có uh, phần uh, giới hạn cái uh, chạm vào cái ngón tay phải ở cái chỗ này này thì nó sẽ kìm tâm còn uh, chạm ngoài cái vị trí số tay phải thì nó sẽ không kìm tâm như các anh có điều chỉnh đấy nha đó điều chỉnh đây này, này. Đó, làm sao cho các anh cảm thấy nó hợp lý thôi rồi ok đó ví dụ em để tầm uh, từng này tay mình thường em hay chạm tầm khoảng ở vị trí này chẳng hạn đúng không đó ok em xong thì em xếp cái bắp nay lại thôi thế là xong rồi và bây giờ test này đó em để, để ra ngoài cái vị trí này Đấy, nó không ghim tâm để trong cái vị trí thì nó mới ghim tâm nhé rất là hay luôn rồi tiếp theo uh, khi chúng ta đã mát phím các thứ ngon lành ok đúng không và bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ cúp tuần nhé cúp tuần uh, lại cái phím của chúng ta Đấy thì các anh lưu ý là uh, súng số, số 1, súng số, số 2 và ngồi năm Ờ, mở ống ngắm thì các anh nên để cho em là 100% nhé Nên để cho em 100% cái phần mà trong suốt và kích thước này nên để nguyên cho em như này nhé Đó, Cái phần mà ngồi mà nằm này và mở ống ngắm thì các anh có thể cho to lên một chút nhé Ví dụ là cái này các anh em có thể để to lên một chút cũng được nhé Đó, Ví dụ là em để một cái vị trí khác đi đúng không Cái này tùy thôi, tùy thuộc cái anh để vị trí nào thì để nhé đó ok còn đứng này thì không cần nhé đó ví dụ em để to nhưng mà đừng có để to quá nhé và cũng đừng có để trong suốt như này nha là nó sẽ không nhận diện được ai đâu các anh phải để rõ lên nhé và cái này em để to lên một chút nha. nó vẫn có thể nhận diện được nhé và các anh nên ý là nên tối ưu cái bố cục và cái chỗ này để làm sao cho cái bách rào ở đằng sau của chúng ta ấy, nó càng trống càng tốt nó không bị ăn vào cái này thì chúng ta chơi ai nó sẽ ok nhất và mượt nhất và không bị lỗi nhé và cái súng số một số hai thì em để mặc định nha. ok xong ví dụ em điều chỉnh cái này rồi đúng không và bây giờ các anh nhớ là phải điều chỉnh lại cái vị trí nhé điều chỉnh vị trí thì các anh mở cho em cái này lên adz này và các anh ấn vào cho em đây đấy cái này thì các anh sai các anh kéo lại vào đây này nó to hơn một chút nhưng nó vẫn nhận được nó không có vấn đề đâu squat này ok chưa kéo chuẩn này và đứng ngồi nằm nhé đó và số số một số hai có các anh di chỉ uh, di chuyển vị trí khác ấy, thì các anh cũng phải kéo chuẩn lại cho em nhé và xong rồi anh ấn xếp lại cho em đây và bây giờ các anh test lại nhé mở ngắm lên nhận này ngắm nhận này ngồi nhận này nằm nhận này ok đứng dậy này đó ok chưa tiếp theo em sẽ test cái tính năng ném bom ờ, khi chúng ta mà đang sử dụng auto tap hoặc là tâm này ví dụ em ở đây, em đang tâm đúng không ok này đó em sẽ cầm bom này em ném này đó ok chưa nhả ra này đây ví dụ đây đó ok chưa nhả ra ngon lành cành đào nhá không bị kiểu tâm nhá ok tiếp theo là mini auto tap này đó đang auto tap đúng không rồi đẩy bom ra này đó mất mini đúng không Và bắt đầu ném bom này ok xong không bị vấn đề kéo tâm các thứ gì nhé và các anh lưu ý là khi chúng ta cầm bom ấy thì chúng ta ném ấy khi chúng ta cầm bom này đó, thì chúng ta cầm bom như này nhé và các anh lưu ý là đây ví dụ cầm bom này đúng không đó thì chúng ta để cho nó hết cái mini này nó hiện lên chữ ăn nóc này thì chúng ta ném bom hay là chúng ta cầm uh bom hay cầm cái gì đấy thì chúng ta ném ấy thì nó mới không bị auto tap với cả không bị uh, kéo tâm xuống nhá rồi ok các anh nhá như vậy là cái con nút bản jet spider đây nhận diện ai và chơi game nó cũng khá là ngon nhé các anh dùng điện thoại thì nhớ kẹp vào nhá ở đây em test trên máy tính bảng để để mua cho các anh xem cho nó dễ nhé và lần sau chúng ta chơi thì chúng ta làm như nào đúng không ví dụ ở đây chơi nhé lần sau em chơi em thoát hết ra này đó thoát hết ra đúng không đó ok chưa thoát hết ra và cả buộc dừng ở ứng dụng game game nhé đó ok làm ờ, sao chơi ví dụ là em đã tắt cả bờ tút nhé và tắt cái cục này nha khi chơi xong anh nhớ gì nhé và tắt nha ok đó xong làm sau chúng ta chơi thì chúng ta cần bật cái uh, nút bàn Z spider này lên thôi ok nó là ngày ngày sáng này và bây giờ chúng ta vào ứng dụng game game này ok và con bật bờ tút lên cho em nhé đó khi bật bờ tút lên nó sẽ tự con nách chúng ta chỉ cần con một lần rồi và vào game chiến thôi rất đơn giản đúng không? Chúng ta map phím nó cũng đơn giản và cài đặt AI thì nói chung là nếu mà các anh chơi mặc định thì nó đơn giản, còn các anh mà cài đặt tùy biến này cúp từng theo cái phong cách chơi của các anh thì nó sẽ lâu hơn thôi còn nó bình thường thì nó sẽ rất đơn giản nha và nó hiện lên chữ B này các anh có thể ấn vào hình con mắt này để ấn cái nút B đi nhé đó rất đơn giản thôi rồi và tiếp theo nếu mà muốn bật AI thì các anh ấn AI Gun lên lên này là nó sẽ bật AI nha đó thế thôi và bây giờ chúng ta sẽ vào game cầm súng là chiến luôn rất đơn giản luôn đa phần là nhặt súng nào là nó sẽ nhận dạng súng đỏ nha Ok các anh đợi một chút để cho loát vào game nhé Đây nút bắn Z Spider Nút bắn giá Z Nhưng mà nó hỗ trợ nhận diện AI Chơi cũng khá là ok nhé Đây Ok chưa Đó Ok chưa Xài đây Ok chưa Tự động nhận dạng auto tap Và tự động uh, nhận dạng kim tâm Súng nào cần tap thì nó sẽ bật tap Còn súng nào không cần tap thì nó sẽ tắt kim tâm nhé Ngon luôn nhé Ok cảm ơn cả nhà Xin chào cả nhà bye bye nhé Các anh nhớ đặt hàng nút bắn Z Spider Link em sẽ để dưới phần mô tả nhé Cảm ơn cả nhà